Gà Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải Thắng Magazine. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý hàng có thể liên hệ là 0974 644 973 0337 01 91 91. Hai số điện thoại của bên em có sử dụng Zalo và em có ship hàng toàn quốc. Hôm nay em sẽ lên sóng cho quý vị. Em để đây là lô B ha. B7 phải. Em chọn sẵn nhưng mà ngày hôm qua em tính quay nhưng em có công việc nên không quay được. Thì hôm nay thì em tranh thủ em chọn được con Makita M333 này. Con Sinogai Shop đời cao SSE360 mới tinh nhá. Con này anh em chưa sưu tầm thì hợp lý hơn. Và con Maru. Maru ha. Thì em sẽ quay review cho mọi người ba con máy và báo giá ha. Còn trong lô thì mọi người coi xem ok thì mọi người ủng hộ ha. Thì lô máy ngày nay thì em vẫn tặng cho quý vị 5 món đồ: rũa, buji, tiếp mở, nhớt và bắp lan. 5 món đồ ha, 5 món đồ. Chuyển khoản 500.000 bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho quý vị anh chị. Và máy em cam kết 100% hàng bãi nội địa của Nhật ha. Bãi nội Nhật, riêng con Homaline này thì nó khác này ha. Tất cả đâu là bãi nội địa của Nhật hết ha. Tiếng Homaline thì nó khác một chút nên là sẽ thấy sao. Còn ngoài ra là 100% hàng bãi nội địa của Nhật. Và hàng thì nó xuất xứ từ Đức có, rồi từ Nhật đại đa, và Thụy Điển có, con kia Thụy Điển không biết là từ gốc đúng Thụy Điển hay là từ Mỹ ha. Tí qua xứ CG nó sẽ ra. Nó đây thì 100% của Nhật hết. Và có những cái thương hiệu là Sinoway này, Makita, Estin, Homaline, Singu, Sinoway và Husqvarna. Na này Husqvarna 42 con này khá đặc biệt, khá to. Và con kia Maru Yamaha. Ở đây thì em có một cái đầu máy nữa, đầu máy cắt cỏ nữa. Thì em sẽ review hết trong cái đống này cho quý vị anh chị xem. Rồi, đầu tiên là một con máy cắt cỏ cưa để quý vị anh chị có thể chơi sưu tầm. Con này thì nó đẹp, 9 nút luôn, 99 luôn có. Đây. Nói chung là thiếu cái thùng thôi ha. Gốc gác rất là mới. Mới tinh. Con này là Sinoway SSE 360S 35,2cc 4kg vào trọng lượng khô ha. Con này thì số 36 thì em hay gọi nó là 36cc. Còn là nếu có tờ, có giấy tờ thì mình có thể biết chính xác rồi ha. Làm trượt, đầu là tinh ha. Làm trượt, đầu là tinh. Sinoway dài 5 tấc mà cắt được 4 tấc ha, khoảng cách cắt được 4 tấc. Máy là hình như nó mới tinh nha quý vị. Đây, ốc ác vàng ươm. Trung hàng thì những một chiếc sưu tầm là hợp lý hơn. Đây. Rất là mới. Tinh, trái khế chưa xài cả. Chưa xài. Cái này thì nó có lại cái đời cao, nó có nhú bơm trang phụ ở đây. Bây giờ máy mà giặt có nổ hay không nổ thì quý vị cứ nhớ là giặt hai cái giúp em. Giặt mồi hai cái như thế này. Để thử ha. Đó. Nếu nó nổ thì thôi. Con này có trợ lực nhá, đây giặt mới tinh. Nó nổ thôi. Và nếu dòng này không nổ thì quý vị cứ bơm xăng là lên, kéo cái e gió này ra giặt một hai cái nó nổ đẩy vô. Thì từ một bốn cái nó là đẩy vô giặt nó nổ tiếp đó. Đó, trợ lực. Đó, kéo nhẹ là nổ thôi. Con này có trợ lực nha quý vị. Hàng rất là xịn sò luôn. Đó, con này thì em bán 3,5 triệu nhá. Làm là tinh 3,5 triệu. Đó chất luôn. Con này nòng nó 40 ly. 4 bít tông là 40 ly ạ, 35,7cc đấy ha. Rồi. Rồi mình bỏ qua con này ha, rất là đẹp con này. Được cái phíp luôn. Sang con Makita ha. Makita ME333. Đó, con này thì 33cc, bít tông 37 ly. Làm xích mọi thứ khá ok, con này khá ok đấy ạ. Thắng xích luôn nhá, trợ lực con này có trợ lực, thắng xích đầy đủ luôn. Đây, mặt của máy này. Rất là đẹp. Mình cứ giặt thử hai cái ha. Nó nổ rồi thôi. Nó nổ rồi thì ok. Còn nó không nổ thì mình cứ bơm xăng lên. Tại vì cái máy này em khởi động nó chắc được cả hơn tiếng rồi. Đó. Còn không có thì mình cứ khởi động lên. Bơm xăng này kéo e ra giặt thôi. Đấy, cơ bản rồi. Trợ lực ha. Giá 2 triệu nha quý vị. 2 triệu. Máy này. 3 triệu ha. Rồi sang cái đầu máy này thì
Takara 430. Đầu máy này thì em bán 1,5 triệu ha. Đầu máy này của Trung Quốc. Máy mới luôn. Nhưng mà hàng thương hiệu này bán xài khá ok. Quý vị có thể chơi cái này. Một đầu máy bị hư rồi thì mua cái đầu này. 1,5 triệu vô là xài báo chất luôn. Đó, thêm một cái tay ga bó cho mình ha. Gác mỗi cần của mình vô là xài ngon. Bố khuôn lớn 43cc. Bít tông 40 ly. Rồi em xem cái con Maru này xem như thế nào. Con Maru này em không nhớ chính xác. À, Maru Yamaha này đẹp thế. Mới tinh ạ. Đây, rất là mới á. Ốc ác này, mới tinh. Con này thì không biết rồi. Con này cho nổ chưa Duy? Có sang không? Con này thì rất là mới ạ. 30cc. Quá nhà đời này bô nó mới chưa? Hai ốc chân lam luôn. Lam của Maru làm quá đẹp ạ. Mình giặt chơi hai cái thôi nhá. Rồi, tôi giặt này, mới hơn. Rồi, không nổ ạ. Rồi mình kéo e ra thôi. Rồi mình giặt 1 đến 4 cái, công tắc cứ phải bật lên thôi. Rồi, cái thứ hai nó nổ. Rồi đẩy vô luôn. Bên em là cách khởi động của máy là nó cứ như vậy thôi ha. Rồi. Con này thì cũng giá 2 triệu nha quý vị. Rất là đẹp. Ồ, cái lọc gió này. Gió nó mới tinh, trắng múp luôn. Rồi. Sang cây bây giờ chính thức vào cái lô ngày hôm nay. Review cho quý vị coi. Còn những cái con đó là con ngoài luồng, tức là cái con mà em đã dọn trong ngày hôm nay. Quý vị coi ưng con nào lấy ha. Rồi. Đi rồi. Đây em sẽ review cho con quý vị cái con này. Giá B1 cho 1,8 triệu này, lô B ha. Tặng 5 món đồ. Con này khá lớn. 41cc. Đó, Steel. ST011AV. Lam xích ok tốt, lam này cắt được 3 tấc trước. Mặt tiền phía trước rất là đẹp, mới tinh ha. Mọi suy nghĩ. Mới ạ. Đây. Mình giặt chơi hai cái đi, giặt chơi hai cái đi. Cứ giặt đi. Rồi, không nổ, đóng e lên. Rồi, giặt. Chưa. Rồi, mình nghe tiếng ho đấy. Rồi, 4 cái ha, rồi giặt tiếp đi. Cứ giặt đi. Rồi, để chắc hết xăng này. Kiểm tra xăng còn không? Thường, đây trên, xăng nằm trên. Rồi đâu? Trời, cạn xăng luôn. Có tay gì? Lấy đi xăng. Rồi, chờ cái bê ấy thì mình review cây tiếp theo ha. Con Homeline. Ủa? Sao mà B1 với B2 đâu? Duy, B2 là con máy nào vậy? Đã nhảy sang B3 này này. Con đấy là B mấy? B1 đúng không? Chưa. Vậy là con này là B mấy? B2 à? Vậy chắc là con này là. Mình chẳng nhất. Không phải. B2 mình anh đánh dấu tem hết rồi mà. Sinoway này, con này cũng là mới dọn ha. Có cái tạm thời cho nó là B2 đi quý vị. Sinoway 381. Cái tầng 40. Nó ngang với con Sinoway SSE. Nhưng mà con này đời nó 3 chỉnh nhưng mà nó lại 3 vít chỉnh ấy, nhưng mà nó lại không có bơm xăng phụ. Nó quay 381. Con này thì nó rơi vào 38cc. À, theo số ha. Và bít tông 40 có xả ở đây ha. Mình giật thử xem nó nổ nào. Mình báo giá. Không nổ. Mình không biết còn cần xăng. Chắc hết xăng luôn quá. Thế chỉ cần giật vài cái là nổ. Cạn luôn này. Xíu à, không đủ nổ luôn. Con này. Rồi, mình báo luôn đi cho nó khỏe ha. Rồi nổ thì thích thì mình test lại cho. Con này thì B2 này
để cho quý vị là 2,6 triệu ha, 2,6 triệu. Rồi mình sang con B3. B3 là một con Homeline. Này thì nói chung là ưu điểm nó là mới, mà hàng này hàng Úc ha. Homeline Mỹ xuất, thương hiệu đến từ Mỹ, bán nội địa của Úc ạ. Mới. Hàng của Úc thì nó xuất về thì hầu như là nó mới. Mới tên như chưa xài. Lam này nó khá ngắn, quý vị xem đổ cho lam dài hơn ha. Thì mình cứ giật chơi hai cái đi. Rồi. Đó, không nổ rồi bơm xăng lên. Kéo ra gió ra. Một cái. Hai cái. À chết cha. Bóc ra nó bật bố vào này. Ba cái. Bốn cái. Rồi đẩy vô. Duy ơi. Đó. Mình cứ làm đúng quy trình đó thôi. Đóng bớt cửa vô đi. Rồi. Con B3 mình bán là 2,2 triệu ha. Ok. Sang con B3, à B4. B3 là B4. B4 là một con Shingu. Shingu này là Shingu 380 bào VIP. Cái series của nó là cái gì đây? 1635. Tem nó mất vốn. Đó. Shingu SV 38. Con này tầm 38cc. Đấy, khá là đẹp anh em. Con này thì đang sở hữu là xích chuột làm nhông. Chuột làm nhông. Xích chuột làm nhông, máy khá đẹp. Cái này thì bán 2 triệu mấy đây. 2,8 triệu. Anh em xích lên làm Latin thì thêm tiền ha, độ xích lớn thêm tiền ha. Ấn xả áp đây này. Con này lưu ý là phải ấn xả áp, không ấn là nó sẽ hại cái chụp giật. Nó cứ giật ha. Một cái. Hai cái, không nổ là kéo ra. 1 2 3 4. Rồi, 4 cái không nổ cũng đẩy vô ha. Đó, nó nổ luôn. Rồi, nó nổ mà nó tắt luôn là thiếu xăng ấy, là kéo ra. Đó. Tối nay không dám ra nhiều ha. Đó. Ấn vô. Nó nổ lên rồi, rất là dễ nổ ha. Bao chất luôn. Rồi. Con này thì em bán là 1,8 ha. B4. Mình sang cái B5. B5 này là Sinoway 1039S, đời có trợ lực, nhưng mà cái chụp giật này thì chụp giật không trợ lực. Đây. Còn là hàng hệ nha. Ờ này nó ấy quá, không biết số series bao nhiêu nữa. Đấy, làm là tình xích ổ, con này xích chung cho mọi người. Chung. Khá mới ha. Rồi mình thử ha. Con này piston 40 39cc. Rồi giật chơi hai cái đi ạ. Chà, nặng lắm. Duy ơi. Duy. Còn không? Đây. Chơi hai cái ha. Mạnh đi. Rồi xong. Quá rồi. Rồi được rồi. Làm ra đi. Cắt tay đi, cắt tay. Em giật mạnh quá, ông sát đã kẹt luôn rồi. Đi ăn giấy. À, bị đứng rồi quý vị. Ai giờ không giật được. Rồi bỏ qua đi ha. Giá của em bán con này là 3,7 triệu ha. Rồi bỏ con xin quay cái B6 đi. Cái B6 này nó cũng giống như cái con Sinoway 1039S đấy. Nhưng tông màu nó khác ha. 393, 39cc. Làm là tình A và con này nó xích chuột nhá. À, quý vị thích độ lên xích thì em độ cho, không sợ cái vấn đề đấy ha. Ngoại hình thì nội thất nó khá là đẹp đấy. À, ok. Giật hai cái chơi em. Con này giá mềm hơn chút, 33 ha.
Con kia là 1039S này, giá cao tiền hơn. Đó, nó nổ này, mình đẩy vô này. Đó. Đó, tại vì tối là không dám ra nhiều ha, em nổ cho quý vị nghe tiếng máy chính thôi. Rồi, em bán là 3,3 triệu cái máy này. Rồi. Rồi, xong cái cuối cùng ha. Cây này thì là Thụy Điển hút vân 142, 42 cc. Con này thì chắc từ khi em đi lấy hàng thì em kiếm con mới thấy được con này. Rất là đẹp. Ở đây thấy nó nứt miếng ốp la này. Nhưng mà nó dùng bình thường, ốp vẫn cứng bình thường ha. Đấy. Đây em thấy số này. 142 mọi người. Cái này nó là USA, là con này vậy sản xuất tại Mỹ. Sản xuất tại Mỹ này. Đuôi, số đuôi của nó là cái gì đây? 007 series. Mọi người nhìn thấy 142 đây không? Đó là 42 cc ha. Con này thì đồ thì toàn đồ mổ này. Nhẹ nhàng. Mổ có trợ lực luôn. Đấy, ốp giật trợ lực. Nhẹ nhàng nhỏ gọn mà được cái là mạnh, 42 cc. Nặng có 4,6 à. Thử giật chơi hàng cho em. Bình tĩnh em, đạp chân hoàng mà kéo lên đúng không? À. Đó, cái thứ hai nổ rồi mình đẩy vô. Giật thật tay lên cho này. Đó. Hơi thiếu xăng này, thế tắt ngay. À, nhưng mà con này bạn là rất là dễ nổ nha. Đó, mình giật trợ lực không phải giật như lính em đâu, cầm này kéo. Thiếu xăng cái nó tắt ngay. Nó gắt nó tắt. Đó, mà cái này phải chỉnh lại một tí. Nó mới được. Làm con này làm nhông nhúng quý vị. À, làm zin của nó. Hút vào nè. Rồi con này em bán là B7 3,5 triệu ha. Ok luôn. Rồi. Em quay lại dần máy hôm nay. Quý vị muốn biết chi tiết thì cứ liên hệ em, tại vì tối rồi em không muốn ga nhiều. À, rất là trễ, giờ này quay rất là trễ ha. Rồi, quý vị cần mua máy nào thì liên hệ số điện thoại của em là 0974 644 973. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào ạ.